Rồi, em có đặt cái bên Hugo nè, một ít cái tai nghe 3.5 về cho anh em xài. Nói chung là giờ vẫn còn nhiều anh em vẫn xài tai nghe 3.5 lắm. Tai nghe này em bán là 30.000 cái nha. Cái này chính hãng Hugo nha. Chính hãng Hugo. Thì cái tai nghe 3.5 này nè, trên thị trường có rất là nhiều loại. Có tai nghe pha ke nữa, nhưng mà nó cái chất liệu dây á, có một số bên nó làm chất liệu dây nó hơi giỏm và cái âm thanh khi anh em mở lớn nó bị rè. Và cái thứ hai nữa, nó không hỗ trợ tăng giảm lượng hay lúc dừng tâu á. Cái này em nghe lớn thì nó không bị rè. Hồi nay em xài cái này em thấy bán cái này được. Em về có 1.000 cái thôi nè, em phục vụ cho anh em nè. Ví dụ nè, em để gần cho anh em nghe. Không biết micro có thu nghe tiếng không. Đó, tăng giảm lượng nè. Tăng giảm xuống nè. Được mai tăng giảm nè. Nè, giảm được thấy không. Nó giảm được nha, tăng âm lượng nè. Tăng âm lượng lên mát được nha. Ra tiếng đàng hoàng nha, chứ không phải không ra tiếng nha. Dừng được, dừng phát một là được liền. Nè, dừng nè, chạy nè, nè dừng nè, chạy nè, đó đang giảm lượng 30.000, 30.000 thôi, bán rẻ cho anh em, là cho anh em dùng, nè có 30.000 thôi, cho nghe 3.5, cắm thẳng cái lỗ 3.5 vậy nè, đó tiếng phát đầm đùng 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 vậy nè, em nghe thử nãy giờ đó, thì công nhận luôn tiếng lớn nghe không rè, bass nghe là ù tai luôn, bass nghe ù tai luôn nha. Còn chất liệu dây thì em thấy đánh giá cũng cao, cao hơn cái loại mà pha ke thị trường cũng bán hai mấy 30.000. Đúng là làm có loại, có làm nó có nem, nó hơn hàng pha ke no nem. Cái này mà hàng pha ke no nem anh em xài nó dỏm lắm. Cái này là dây em thấy cũng chắc nha. Ok, bán với lại cho anh em 30.000 thôi. Dao sẽ có cái hộp này. Đó, cái vỏ giống vậy. Đó, anh em muốn treo lên thì anh em ấn cái này ra. Thôi trùng rảnh quá. Cái này anh em muốn treo lên thì phải ấn phá cái này ra nha, để treo lên nha. Rồi. Đó, nguyên bộ ra vậy, vỏ, hộp, với lại cái tai nghe bánh giá nghe ok, 30.000 thôi. Chia lại cho anh em, ví dụ chạy xe hay gì đó, anh em có mua mấy cái Android nào mà 1.2 triệu á, gắn cái nghe này nghe, em thấy chỉnh tăng giảm, bài ok, nghe lớn không rè, ngon, rồi, thế nha.